Nếu mà đợi đời người chỉ đường chắc chỉ là đường bước được, tương lai là thứ không bao giờ lường trước được. Đi tìm từ tích cực để vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thân. Yeah, đi tìm từ tích cực để vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thân. Rồi mai có khi y dài lâu. Rồi mai có khi y dài lâu.